Bên đây thì đồng nghiệp của anh Tùng mà đeo bụng móng mà cái đeo cưa cái sao này nha cả nhà. Nãy mình quay mình leo mé cái cây sào này nghe chưa? Nãy anh có đeo bộ đai mà anh nói là anh leo rất là mệt, chạy tay chạy chân chạy bụng vậy đó. Bây giờ mình sẽ quay anh Minh cho anh xuống như thế nào. Anh Minh là đồng nghiệp của anh Tùng Vũ Khí á. Đóng giò đóng bò đó. Đây, đây. Bụ đai nó không quen rồi. Ôi chạy bụng chân. Không quen cái này chúng không theo không được rồi. Dạ. Chúng có tính mua cái loại ghế á, ghế mình nhấc đi lên nó khỏe hơn. Dạ. Nó đỡ mệt hơn. Leo này chạy bụng hết. Lần đầu tiên qua leo. Lần đầu tiên leo móng. Dạ, leo móng. Nên không quen. Em thấy anh leo cũng chậm. Đúng rồi. Cũng hơi gung anh. Gung. Không có dám buông cái sợi dây ra. Sợ nó chợt. Dạ. Bởi vì rất là khó. Dạ. Cảm ơn. Nghề làm nghề này đâu phải dễ ăn. Dạ. Quét cái tàu vừa qua vậy thì còn cái tay này ôm giáp nó vuột rớt. Từ đó rớt đây. Từ đó đây phải chắc 8 thước à. Rồi bắt đầu mới là gãy một đốt sống lưng. Ừ. Sống lưng rồi chở đi khám đi chở đi đâu quá? Long Châm, Long Châm chuyển Cần Thơ. Long Châm mới chuyển Cần Thơ ha, chuyển Trung ương Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Rồi cái bây giờ về nhà rồi giờ đi được chưa? Đi được rồi. Rồi cái bây giờ là có vợ của đó đó lại đây là cúng. Rồi cúng nãy giờ thì cũng dẹp hết rồi đó. Dạ bác ở đây thì bác gần hơn giờ. Con hỏi cho con hỏi là chú đó bị hôm nay là bao nhiêu ngày, tháng bao nhiêu ngày chứ? Cũng hai mấy ngày trước mình qua cưa gặp trước là cũng khoảng 7 ngày và 8 ngày. Thì nó bị té vậy đó rồi mấy mấy kêu xuống cưa nè. Dạ. Kêu ba xuống cưa. Rồi xuống đây cưa vậy là hâm hẩm cưa cây này vừa xong. Qua cái đó mới mé nửa cây cái ông trời đang mưa đó. Dạ. Mưa cái là về hẹn mai quay trở lại. Bắt đầu là dịch bùng phát. Dạ. Rồi cho nên là nó ta đóng chốt hết. Dạ. Rồi không có vô được. Rồi bữa nay là nó nhẹ nhẹ rồi là ta mở cửa cho đi tới lui được. Dạ. Còn mới quay lại cứ cù chứ hâm giờ nó khô nhánh chân nè, hâm đi đó chắc đóng củi đó chắc cũng khoảng mười mấy 20 ngày rồi. Cũng lâu lâu rồi gai củi chân nè, chặt củi muốn tuổi được rồi đó mà giờ mới quay lại ha. Giờ quay lại là còn lại là mé cây để dân dở. Mà bữa nay cái này dân dở mà... cái này thì anh kia nãy anh Tùng mà nói bị té đó giờ dạ, cúng nè cái này ăn đầu tiên rồi cái này nhánh kêu là cái nhánh. Nhà giờ mới xuống cúng đốt xong luôn.